Đội Quản lý Thị trường số 10, Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tiến hành tiêu hủy trên 4.500 kg cá khoai có chất bảo quản formaldehyde ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Trước đó, tại xã Hoàng Quang, thành phố Thanh Hóa, Đội Quản lý Thị trường số 10 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 77H04669, rô móc số 77R04288 do ông Lương Văn Trực, địa chỉ xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định là lái xe. Phát hiện hàng hóa đang vận chuyển trên xe là cá khoai nguyên con đóng trong 181 thùng xốp với tổng trọng lượng trên 4.500 kg. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe Lương Văn Trực chưa xuất trình được hóa đơn liên quan đến nguồn gốc hàng hóa. Kết quả test nhanh đã phát hiện trong sản phẩm có formaldehyde. Đoàn kiểm tra đã ra quyết định tạm giữ toàn bộ số cá khoai trên, tiếp tục kiểm tra xác minh cho thấy toàn bộ số cá trên có chứa chất bảo quản formaldehyde ngoài danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm. Qua đấu tranh, lái xe khai nhận chở thuê hàng hóa trên cho bà Nguyễn Thị Huyền, thường trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Vào ngày 1 tháng 2 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định số 575 xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Huyền với số tiền gần 155 triệu đồng và buộc tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa vi phạm. Dưới sự chứng kiến của các lực lượng chức năng, toàn bộ số hàng hóa vi phạm trên được tiêu hủy bằng hình thức đào hố, phá bỏ thùng xốp, phun vôi bột khử khuẩn rồi chôn lấp vệ sinh môi trường theo đúng quy định.